Quê Mến Trà của chú chị các bạn nha. Quay thánh thờ thánh đó, quay dùng một cô quán cô chú anh chị nào mà có nhu cầu xin liên hệ nha, liên hệ số điện thoại rồi chủ báo giá cô có kêu quay bán dùm thôi chứ giá cả này chưa có nắm. Lâu lâu hai ba bữa có người ta lại chở cái này, cái mới chứ không phải đồ cũ này, cái đồ mới. Cái này cây màu vàng, còn bên đây có màu đỏ kìa, hai loại khác nhau thôi. Cô mới đi sơn công quả rồi nên không có nhà, có kêu quay giùm rồi có đi sơn công quả rồi chưa về. Tạm biệt cả nhà nha.